Bộ Công an đang đề nghị chính phủ cho thí điểm thực hiện cơ chế đấu giá biển số xe ở 5 thành phố lớn. Thông tin được Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. 5 thành phố lớn sẽ được thực hiện thí điểm bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tuy nhiên, ngoài 5 thành phố lớn trên, nếu tỉnh thành nào đề nghị và đủ điều kiện thì cũng sẽ thực hiện thí điểm. Sau một thời gian, Bộ sẽ đánh giá, hoàn thiện cơ chế, báo cáo chính phủ để thực hiện trên cả nước đối với xe ô tô và xe máy. Trước đó, thì Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo đề cương đề án đấu giá biển số xe ô tô. Việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân là cơ sở để tăng tính công khai, minh bạch, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong khâu cấp biển số, bảo vệ uy tín lực lượng công an nhân dân.